Dắt mèo cưng 70 triệu đi tiêm bị hành xử bất lịch sự, Harry Won tức tối về up status giằng mặt. Nữ ca sĩ vô cùng điên tiết khi chứng kiến người khác trêu cười con mình lúc đang đau đớn. Vợ chồng chứng thành Harry Won rất yêu mèo và coi chúng như con. Chú mèo 3.000 đô được đặt tên là Xì, tương tự nickname Xìn của nam MC. Ngoài công việc, cả hai thường chia sẻ những mẫu chuyện clip về cặp mèo cưng. Vì Harry Won chứng thành đều bận rộn, nhiều lúc không có thời gian dành cho nhau, nên mèo cưng trở thành người bạn thân thiết với họ khi về tới nhà. Mới đây, Harry Won tiếp tục cập nhật về mèo cưng. Tuy nhiên, cô viết với giọng rất bực bội, tức tối. Nguyên nhân là bởi lúc đưa Xì đi tiêm chích, thấy con đang đau mà cứ bị người lạ chụp hình quay clip rồi cười, vô cùng xót xa. Harry Won thương xót mèo cưng bị bệnh và tức giận với thái độ của người làm phiền con mình. Dắt Xì đi thú y, Xì bị chích nên nó đau, mấy ngày nay nó cứ sổ mũi hoài, mình đang xót muốn chết. Mà một người nào đó không biết là ai luôn chụp hình Xì bị chích và cười mà cứ quay chụp gì hoài hoài. Một hai lần thôi mình cũng im cho qua, đằng này thì, ủa cái gì vậy, con mình đang đau mà, nó đang yếu mà. Nếu con các bạn đi bệnh viện bị đau mà ai đó chụp vậy có vui không, quá xót cho con mình, mau khỏe đi con nhé. Tú Vi cảm thông Trấn Thành vào hỏi thăm bà xã. Kỳ cục vậy à, chỉ có nói họ ngưng chụp không, kỳ quá. Bậy quá bậy, sao kỳ vậy ta? Mèo Xì rất tình cảm, quấn người nên Trấn Thành Harry Won hết sức cưng chiều. Ngoài ra họ còn nuôi một chú mèo, vằn khác dễ thương không kém. Trấn Thành mở vali chuẩn bị xếp đồ đi công tác, liền bị hai con níu lại quyến luyến không muốn rời xa. Harry Won thường xuyên khoe ảnh mèo cưng trên mạng xã hội. Không kém Lương Bằng Quang Ngân 98, vợ chồng nam chính gạo nếp gạo tẻ rủ nhau đi giao kéo. Cách đây vài ngày, Hoàng Anh vừa khiến mọi người bất ngờ vì anh đã cắt mắt, thì mới đây nhất vợ anh cũng tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ. Có lẽ hai vợ chồng nam diễn viên tranh thủ trùng tu nhan sắc trước khi sang Mỹ định cư sau thời gian nghỉ Tết tại Việt Nam. Gần đây, việc các sao nam trong làng giải trí Việt giao kéo các đường nét trên gương mặt đã nhanh chóng gây sự chú ý của khán giả. Cụ thể, Lương Bằng Quang thay đổi hoàn toàn diện mạo, Nguyên Khang cắt mí mắt. Anh công thực dụng của gạo nếp gạo tẻ diễn viên Hoàng Anh cũng chỉnh sửa phần mí mắt. Được đánh giá là một trong những diễn viên nam điển trai trong làng phim ảnh, nhưng Hoàng Anh vẫn quyết định thay đổi, bởi lẽ cắt mắt sẽ khiến bộ phận này thêm sâu hơn, gương mặt cũng sáng hơn. Nhìn vào ảnh có thể thấy, anh chỉ mới thực hiện ca phẫu thuật này nên mắt vẫn còn sưng khá nhiều và trông vẫn chưa được tự nhiên mấy. Không chỉ có nam diễn viên mà mới đây nhất bà xã Hoàng Anh chị Quỳnh Như cũng đã tranh thủ thời gian còn nghỉ Tết ở Việt Nam để tiến hành tân trang gương mặt. Cụ thể ngoài làm răng ra thì một số hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân đã phần nào thấy được chị đã giao kéo phần mũi. Gương mặt bà xã nam diễn viên sưng vù thấy rõ và phần mũi vẫn còn đeo băng dính định hình sau khi phẫu thuật xong. Cả hai vợ chồng đều quyết định thay đổi gương mặt trong thời gian gần đây. Được biết vợ anh sẽ về lại Mỹ trong vài ngày tới sau một kỳ nghỉ dài ở quê nhà. Trước đây khi thấy vợ hơn tuổi bị chê bai nhiều về nhan sắc thì anh đã lập tức lên tiếng bảo vệ. Không cần vợ đẹp, không cần vợ giàu, không cần vợ sang, việc kiều không quan tâm, chỉ cần mẹ chịu, mẹ đồng ý. Nhưng điều quan trọng là bản thân cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần hiểu nhau, và khi tình yêu đã đủ lớn rồi thì đến lúc đó nhan sắc không quan trọng. Vậy là sau nhiều lời chỉ trích, hoài nghi cho rằng anh cưới vợ việt kiều vì ham giàu, thì Hoàng Anh đã chứng minh với mọi người bằng một tấm nhỏ hạnh phúc. Chúc cho gia đình sẽ luôn gặp nhiều may mắn ở một đất nước mới trong những ngày sắp tới. Vừa khoe bông tai 21 tỷ, Lâm Khánh Chi đã mất ngủ vì hộp xoàn chồng tặng bốc hơi. Vừa sở hữu bông tai 21 tỷ đồng do mẹ ruột tặng, Lâm Khánh Chi đã thẫn thờ vì mất món quà ý nghĩa ông xã tặng trước đó. Ít ngày trước, Lâm Khánh Chi khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng với món quà giá trị do ông xã tặng nhân dịp 8 tháng 3. Cô hạnh phúc đăng ảnh sợi dây chuyền giá trị với lời cảm ơn chồng, cảm ơn ông xã yêu. Chúc các má, các cô, các chị em phụ nữ một ngày 8 tháng 3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, sở hữu chưa được bao lâu, món quà giá trị của nữ ca sĩ đã nhanh chóng không cánh mà bay. Trong một lần đi công việc đã sơ suất làm mất và không thể tìm lại được. Không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần, thể hiện tình yêu sự trân trọng ông xã dành cho mình. Lâm Khánh Chi cho biết rất buồn đã mất ngủ nhiều đêm liền vì tiếc món quà mang tình cảm của chồng. Đây là món quà do chính chồng cô bí mật chọn lựa, chuẩn bị để tạo bất ngờ cho vợ. Tuy nhiên vì không muốn gây ồn ào dư luận và cũng không muốn nhắc lại khiến ông xã thêm buồn nên cô không chia sẻ nhiều và muốn vụ việc lắng xuống.
Không tiết lộ giá trị sợi dây chuyền, nhưng với thiết kế sắc sảo từng chi tiết, món quà này cũng được dự đoán có giá trị không nhỏ so với những món quà trước mà Phi Hùng từng tặng vợ trong những dịp đặc biệt. Phi Hùng luôn thể hiện tình yêu dành cho bà xã không chỉ bằng hành động quan tâm, mà còn bằng nhiều món quà xa xỉ vợ tặng trước đó. Trước khi làm mất sợi dây chuyền giá trị, nữ ca sĩ cũng hào hứng khoe thêm cặp bông tai do chính mẹ ruột tặng vào dịp 8 tháng 3, càng bất ngờ hơn khi người đẹp vô tình tiết lộ giá trị đôi bông tai lên đến 21 tỷ đồng. Nữ ca sĩ gây xôn xao dư luận vì đây là con số khủng. Trước khi có được cuộc sống đầy đủ như hiện tại, Lâm Khánh Chi từng chia sẻ đã phải trải qua giai đoạn khó khăn khi dùng hết tiền đi hát, làm phẫu thuật chuyển giới. Thời điểm đó vì không được bố mẹ chấp nhận nên cô tự lực tài chính, quyết thay đổi để sống đúng với giới tính của mình. Sau khoảng thời gian chứng minh quyết định chuyển giới là đúng, bố mẹ của cô đã thông suốt và ngày càng yêu thương con gái hơn. Không chỉ mạnh tay tặng con món quà giá trị, bố mẹ Lâm Khánh Chi còn hết mực ủng hộ cô trong các dự án từ nghệ thuật vì cộng đồng. Ít ngày trước khi chia sẻ về dự án lễ hội cưới sẽ được thực hiện trong năm nay, cô cũng cho biết bố mẹ sẵn sàng hỗ trợ và còn rất hào hứng khi con gái nói về ý tưởng nhân văn này. Hiện tại cuộc sống của Lâm Khánh Chi được ví như chuyện cổ tích khi ước mơ lớn nhất cuộc đời là trở về đúng giới tính của mình đã thực hiện. Cô còn may mắn có được tình yêu trong mơ và cuộc hôn nhân viên mãn sau nhiều mối tình dang dở. Tiếp đến là sự có mặt của thiên thần nhỏ sinh từ tinh trùng lưu trữ được chuyển giới. Đây được xem là dấu mốc quan trọng để cô trở thành người phụ nữ trọn vẹn. Không chỉ có cuộc sống hạnh phúc, người đẹp chuyển giới còn thành công với sự trở lại trong nghệ thuật. Cũng nhân dịp 8 tháng 3, nữ ca sĩ đã cho ra mắt phim ca nhạc Mẹ Tôi Là và nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Mai Phương làm liều đi đóng phim giữa lúc đang trị ung thư, biết lý do không thể cầm được nước mắt. Dù đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư, nhưng nữ diễn viên Mai Phương vẫn làm liều, nhận lời đi quay phim. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự khâm phục nữ diễn viên Mai Phương khi cô luôn lạc quan nghị lực trong hơn nửa năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Trong khoảng thời gian điều trị căn bệnh ung thư phổi, nữ diễn viên Mai Phương dường như rút lui khỏi các sự kiện của làng giải trí. Theo như chia sẻ thì một ngày mới của nữ diễn viên thức dậy từ 5 giờ sáng, đọc kinh niệm Phật cắm hoa, sau đó tranh thủ thời gian rảnh thì tập yoga. Tuy nhiên vì quá yêu nghề nên thi thoảng Mai Phương vẫn làm liều, nhận lời tham gia một số chương trình trong khoảng thời gian điều trị bệnh. Mới đây Mai Phương bất ngờ khoe với khán giả về việc cô nhận lời trở lại màn ảnh rộng với một vai diễn nhỏ. Mai Phương tươi tắn trong một cảnh quay phim, chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với khán giả. Được biết khi tham gia các talk show sự kiện gần đây, cũng như khi đi quay các vai diễn phụ, Mai Phương luôn được mọi người chăm sóc hỗ trợ khi di chuyển vì xương yếu. Dù bất tiện đủ điều, nhưng vì thấy Mai Phương quá yêu nghề nên ai cũng yêu thương và giúp đỡ cô trên trường quay. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự khâm phục Mai Phương khi cô luôn lạc quan. Cách đây vài ngày, dư mạng vô cùng bất ngờ khi Mai Phương lột xác với hình ảnh hoàn toàn mới sau một năm điều trị ung thư phổi. Mai Phương trông khỏe khoắn, thần thái, rạng rỡ và xinh đẹp. Mai Phương tự tin làm người mẫu, thần thái cũng này nọ lắm chứ. Mai Phương lạc quan, vượt qua mọi bệnh tật khiến nhiều người xót xa và khâm phục. Trong suốt thời gian chống chọi và điều trị căn bệnh ung thư, Mai Phương luôn giữ tinh thần lạc quan bằng cách tập yoga, tụng kinh, ở bên con và làm những việc phù hợp với tình trạng sức khỏe. Cô chưa bao giờ lên tiếng trách người yêu cũ bội bạc. Mỗi lần nhắc đến Phùng Ngọc Huy, cô đều dành sự khoan dung và tha thứ. Phản ứng của Khải Như khi được cầu hôn bằng nhẫn kim cương trong ngày sinh nhật, nữ diễn viên đã không ngừng xúc động khi thấy mình được dành tình cảm sự yêu thương đặc biệt từ khán giả. Khải Như đã có bữa tiệc sinh nhật đáng yêu và cũng chẳng kém phần lãng mạn trước sự yêu thương của người hâm mộ. Vừa qua, Khải Như cùng các khán giả của mình, fan club KK đã có một buổi offline mừng ngày nữ diễn viên bước sang tuổi mới. Không chỉ là buổi chúc mừng sinh nhật mà đây cũng chính là dịp để cô và các fan có thể giao lưu, trò chuyện, tạo thêm nhiều kỷ niệm thân mật. Trong buổi offline, Khải Như một mình cũng tâm sự, vui chơi cùng các khán giả yêu thương của mình thay vì mời nhiều khách mời hội ngộ. Ngoài MC Lưu Hà Trinh là người em thân thiết đảm nhận cầu nói cùng fan, cô bất ngờ khi bạn thân Thanh Duy BB Trần đến chung vui. Tuy không khí bao trùm màu hồng ngọt ngào lãng mạn mà các fan trang hoàng, Khải Như xuất hiện dành tặng món quà đặc biệt nhất là một vở nhạc kịch tái hiện về cuộc đời, con đường theo đuổi ước mơ cũng như vượt qua sóng gió để có được sự an yên thành công nhỏ như hiện tại.
Trong câu chuyện ấy, Khải Như kể về định hướng từ bé sẽ trở thành một cô nhân viên văn phòng tại quê nhà. Tuy nhiên, vì ước mơ nghệ thuật, cô lên thành phố và đối mặt với nhiều sóng gió. Tiếp mục nhạc kịch kết hợp hát nhảy diễn xuất mang lại nhiều cảm xúc, mà ở đó cô không ít lần khóc khi nhắc về con đường không được trải hoa hồng của mình. Cô tâm sự với những người thương của mình: "Tôi từng nghĩ mình theo nghệ thuật sẽ cô đơn, tôi không có fan và fan không có thật. Cho đến một ngày tôi gặp những chuyện không hay và phải nghỉ làm nghề hơn 6 tháng và trở lại sân khấu Cười Xuyên Việt trong vở Mình Ơi cùng nhóm Buffalo. Thế rồi tôi choáng ngợp và ấm lòng khi mọi người dành cho tôi sự yêu thương ấm áp. Lúc ấy, lần đầu tiên cầm những món quà nhỏ từ bông hoa, thú bông, cái bánh, cái kẹo từ các bạn tận xa xôi gửi về, tôi mới biết mọi thứ đều là thật. Tôi bắt đầu biết tin vào tình yêu của khán giả, trân trọng sự yêu thương của các fan và có động lực thêm để làm nghề." Nhắc về việc hơn 4 năm được fan yêu thương hết mực, Khải Như lần đầu tiên thú nhận chuyện vừa mới mua thêm một căn nhà để ở và căn nhà cũ chỉ để chứa quà tặng của fan. Vì một căn nhà đã quá tải, tuy nhiên để các fan không hiểu nhầm việc khoe của, Khải Như nhấn mạnh rằng việc mua thêm căn nhà đó là thành quả mà cô chăm chỉ làm lụng. Việc có thêm tài sản sẽ là động lực để bản thân cô cố gắng chăm chỉ hơn trong công việc. Vốn là nghệ sĩ đa tài, Khải Như chiêu đãi cho các fan một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc, tình cảm, liên tục hát live khi thể hiện ca khúc hit như "Nơi Mình Dừng Chân", "Người Hãy Quên Em Đi", "Xin Lỗi". Không chỉ cùng nhau đón thêm tuổi mới, các fan còn gây sốc bằng việc bất ngờ cầu hôn Khải Như với nữ kim cương, khiến nữ diễn viên không nói nên lời. Xúc động liên tục trong tiệc của mình, Khải Như không quên người đứng sau để mình có được sự kiêu hãnh như hôm nay, chính là mẹ. "Cảm ơn mẹ, người đã hy sinh tất cả vì con. Biết Khải Như hay đau bệnh và sức khỏe không tốt, mẹ vất vả khi sáng nào cũng dậy thật sớm, không xắt thuốc thì cũng làm nước ép này trái cây nọ. Có mẹ ở bên chăm sóc, Khải Như mới có được như ngày hôm nay. Có được thành công như hôm nay thì không thể bỏ qua sự ủng hộ đồng hành của khán giả. Vì thế, nữ diễn viên hứa hẹn sẽ tung ra sản phẩm chỉnh chu trong năm 2019 năm nay để đáp lại sự yêu thương của mọi người dành cho mình."